Hôm nay thì mình sẽ tham gia server Minecraft Mega SMP của các YouTuber Việt Nam tạo ra. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có những video vui vẻ với mọi người ở trong server. Đừng quên để lại cho mình một like cũng như là comment ở phía dưới video để ủng hộ cho mình làm tập tiếp theo nha. Cũng như các bạn đừng quên ấn like video cũng như là comment ở các video của YouTuber khác nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu video thôi nào. Các sư đệ ơi. Đúng rồi. Tập hợp, chuẩn bị có một cuộc gọi là tổng tấn công đây. Tấn công luôn à, mang chó vào rồi đúng không? Đem quá rồi. À, được rồi, tiện thể đây, chắc ngày hôm nay chúng ta sang bên giáo phái Cá Nóc chúng ta ôn in đi. Chứ bây giờ án binh bất động tạng chán lắm rồi. Ê, có sư đệ dê vào nơi này. Ê, đây ơi, ta tưởng là sư đệ bị mất mạng cơ. Ai dê à, may quá, đây có đủ 5 thành viên chúng ta ở đây rồi. Đấy, thì ngày hôm nay ta sẽ thông báo với các sư đệ biết là chúng ta sẽ có một cuộc tổng tấn công. Đấy, lao thẳng vào nhà chính ở bên giáo phái Cá Nóc để chúng ta ôn in. Đấy thì nói chung là bên đấy chắc chắn là gọi là lợi thế hơn chúng ta, là bên đấy sẽ phòng thủ ở cái thành và sẽ có nhiều lợi thế, có thể có bẫy. Đấy, cũng như là chúng ta về mặt quân số là ít hơn. Nhưng mà thôi, ta cũng nói này. Đấy, chúng ta vào đây với một mục đích duy nhất là vui vẻ. Đấy, nói chung là thắng không kêu mà bại không nán. Thế đâm ra là bất kể gọi trường hợp nào xảy ra thì chúng ta hãy bình tĩnh. Đấy, thêm nữa nó là một việc nữa là ta bảo này, nếu mà chúng ta thắng ấy thì chúng ta hãy gọi là qua bên Hồng Kỳ xem rằng là bên đấy có cần tiếp ứng không để xử lý Sakura không, thì anh em sang bên đấy nữa, nhớ chưa? Đấy, sau khi nói chung là mọi hiệu lệnh tổng tấn công hãy nghe lệnh của ta. Đấy, thì còn về đồ thì bây giờ chúng ta sắp đồ đâu anh nhỉ? Lấy hết đồ đây. Mày sắp... thuốc nữa. À, sắp đồ đây. Táo vàng thì ta còn dư một stack táo vàng Inchan này. Đấy, chia nhau đi. Đấy, có 12 quả rồi. Quên mất táo vàng bình thường. Nhầm. Còn táo vàng, còn táo vàng Inchan đây ta chia cho 6 quả đây. Còn ta còn cầm súng 6 quả thôi, thế đâm ra lựa lựa mà dùng. Đấy, ta chia cho sư đệ táo vàng thường quả. Này ớ không ai dùng táo vàng thường à, sư đệ cho nó 3 quả này chê mà em chê cứ cất đi mà dùng đấy từ từ nha. Ta nghĩ rồi, tô tem thì không cần cầm nhiều đâu, cầm khoảng 4-5 cái là được rồi, bởi vì nó nổ một cái thì chúng ta biết đường mà lựa mà chạy, hiểu chưa? Bởi vì bên đấy là lúc đấy là rất là mạnh nên chúng ta phải chỉ có chạy thôi. Đây có thuốc chống lửa miễn phí nè. Chống lửa đâu, đâu rồi, để ta bắt đầu đấy. Nào đồ sư đệ Khang bẫy bủng gọi là tơ nhện răng tơ chưa? Rồi ok, string này để ta ấy. Ta nghĩ là thuốc ném nó cũng chả quan trọng đâu rồi, như Đâu rồi. Dương màu vàng đây đây. Thuốc kháng lửa này, thuốc uống này, đúng rồi, kháng lửa đâu nhỉ? Kháng lửa đâu nhỉ? Từ từ nha, sư đệ lấy thêm mấy cuốn cho mấy chó nữa. Lấy ra đấy. Bên này, kháng lửa bên này sư huynh. Đấy, như đấy, màu trắng. Đâu, dương nào. Đấy, màu trắng. Để chúng ta chuẩn bị đây. Này, hôm nay nói chung là chúng ta tổng tấn công, thắng thua thì mặc kệ đi. Đằng nào đúng cuộc cái cuộc chiến này cũng phải có hồi kết, phải có bên thắng, phải có bên thua chứ. Đó không thể nào mà chúng ta để một cái vị thế nó hòa bình được. Quá chuẩn luôn. Ai ngủ thì ngủ đi, này như đâu sao nào. Đi, cung thì thôi. Ta chắc cũng chả cần cung đâu. Này, tầm này ta đánh ta auto cận chiến thôi, cung cũng cái gì. Không cần đại luôn đúng không? Bay là đấm luôn. Đúng rồi, bay là đấm luôn, sợ cái gì đâu sao nào. Enderpear đây ta có rồi. Đấy, ta đủ rồi đấy. Sư đệ khẳng có gọi là muốn chiến thuật gì không? Cứ bàn ra để cho team còn biết. Chiến thuật à? Thì bây giờ cứ hay nạp đó thì bây giờ nhá, ta bảo này, bây giờ là sư đệ là có chó thì ta nghĩ rằng là phải để tránh trường hợp là chúng ta là tự bóp nhau. Đấy, nên đâm ra là sư đệ phải sư đệ đánh thì chó đánh đúng không? Hay đúng là rồi, sư đệ ra đánh trước cho, để sư đệ ra đánh trước. Đánh ai thì chó lao đánh người đấy đúng không? Đúng rồi. Thế thì một mình sư đệ tự đi chọn focus, còn lại bốn sư đệ còn ba sư đệ còn lại là cứ thấy bên nào ấy là chúng ta đánh cùng nhau, hiểu cẩn thận chém vào nhau là được. À quên, đừng chém vào nhau là được. Nhầm. Hay là bây giờ cầm tên của quỷ ấy bắn vào phát sáng lên. Ui giời, mất thời gian rồi, đánh nhau lại còn quỷ cái gì qua. Chuẩn bị đồ hết chưa? Tối thì một ô đồ. Rồi ok, mang mấy cái đồ này không cần thiết kiếm ngoài này, ta tạm đi thu luôn. Nào mau. Cứ bỏ. Đào hết đồ lên mang cho vào xương end đi, xong rồi chúng ta mang thêm một cái giường còn đạt điểm hồi sinh. Có biết đâu ai chết thì hồi sinh đấy, mang đồ ra quất tiếp, quất bao giờ hết đồ thì chạy. Gần luôn, đặt hồi sinh gần cái nhà. Vô quất cái đi luôn. À như nhớ rằng là đừng để bị dụ nha, nếu bên đấy chạy không có đuổi nhớ chưa? À như cứ ra chỗ địa vị trí rộng mà đánh. Đây, giữ cái luôn rồi đây, xem được thấy á. Ok chưa? Đâu rồi Dương thắc thương đi đâu rồi? Đây nè, đây nè, một gì mà. Có ai Dương rồi mà như không biết nữa. Được chưa? Được chưa? Được rồi. Rồi đi. Bây giờ chúng ta sang bên bên hòa bình để chúng ta bàn bạc tổng bộ đã, xem bên đấy ý kiến như thế nào. Đấy, muốn đánh như thế nào thì chúng ta gọi là quyết định sau. Đấy. Đây, ta nghĩ là sang bên thị trấn Hòa Bình nhá. Nhớ thị trấn Hòa Bình nhá. Chó đâu? Chó đâu? Chó qua rồi. Chó qua trước rồi hả? Đâu chó đâu? Đây hả?
Không không, bên kia rồi, bên nhà. À rồi, thế mấy con này thì để ở đây làm gì? Bên này không qua hết, bọn này là nó đang ngắm cảnh thôi. Thôi được rồi, bay đi, bay đi, bay đi, bay đi, bay đi, bay đi. Chết dở tàng. Mới à? Đi đi, bay đi, bay đi. Sao đông thế? Vô 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 vô, nhanh vô nhanh vô nhanh. Cái gì mà còn không đủ pháo hoa đấy bị ba. Uầy, được sư đà. Nhưng mà ta chỉ sợ bên đấy có bẫy thôi. Thế nên đâm ra là phải cẩn thận nhá, bởi vì chúng ta vào thành bên đấy là bên đấy. Ờ. Sư sư đệ anh Tam sư sư ở Long sư huynh đâu? Ơ cho cắt, cho cắt, cho cắt. Rồi 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 rồi. Khỏi thật đấy. Rồi, được rồi. Đào 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 cho ta này với, chết dở. Tao có nên cầm cúp nhỉ? Tránh trường hợp bên đấy là úp sọt thì ta ta cần cúp. Đóng lại nhá, đóng lại nhá, cẩn thận nhá. À, nhưng ai có dưng em không đặt lại ta với, để ta cầm cái cúp cho chắc. Đặt điểm hồi sinh chỗ này ông Suy ơi. Hay chỗ nào đây? Từ từ nhá, nó xem nào. Đặt qua bên đấy chứ. Không. Mình đặt điểm mà. Đặt điểm đi, con đi, con đi. Cho ngồi xuống đi, cho ngồi xuống. Mình đặt điểm hồi sinh ở trong cái shop này. Thôi được rồi, đặt đặt đấy cũng được, chắc bên đấy cũng chả xa đâu, không đặt đặt góc hẳn góc bên này là góc cho cho vào trong cái nhà đi hay đây này góc bên này cũng được. Dấu kiếm xíu người ta không thấy được cái giường mình. Ừ. Thôi cho đi cái nhà của đệ đi. Lại mình để chỗ nào có đưa cơ xuống nhà mình vô phát là mình lụm đồ xong mình ra chiến tiếp. Hay là để dưới chuồng ngựa. Đây là dưới này. Vừa đây nè, đây nè. Đây. Đây là Bác Mã huynh à. Ờ đây này, đây cũng được này, là như Bác huynh đâu rồi? Úi giời, còn chỗ này là chỗ gì thế này? Chỗ này là Su huynh ơi, chỗ này này, chỗ này dưới này. Đấy là của Su huynh Zeno đi đào ấy đó. Ừ đấy, tại nó bằng nghĩa hợp lý mà. Đây ok, chỗ này được này Su huynh ơi, chỗ này được rồi. Rồi ok đấy. Đấy đặt đi, đặt đi, đặt đi. Rồi 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 rồi. Rồi em nghĩ là đặt gương này đi. Rồi ok, chúng ta sang họp đã, chúng ta chưa tấn công luôn đâu. Đừng đừng ngồi. Đây đây. Đặt hết mấy cái rương này trước này. Đâu đâu đặt rương em lên đi để ta cầm cái cúp trước. Ok. Đấy, đi đi sang bên đấy họp đã xong rồi tí nữa sắp đồ sau. Hello hello. Wow. Đi đâu hết rồi? Đi chiến trước rồi sao ấy? Đi chiến trước rồi sao? Ủa sao đây mở cái cửa luôn rồi? Bên đây đánh luôn đấy hả? Tao tùm lum đỏ luôn này chứ huynh ơi. Đấy tùm lum luôn rồi. Đâu rồi, bên đấy đâu rồi? Hai bên đấy đang là Hồng Kỳ, đi đi sang bên Hồng Kỳ chỗ nào nhỉ? Đây. Bên này chứ huynh ơi, bên này cổng bên này. Đây đúng không? Đúng rồi, cái màu đỏ. Đâu? Lô lô. À đây rồi. Ơ, bên thị trấn Hòa Bình đâu rồi các người anh em? Mọi người đâu hết rồi? À chui vô tình chị hết rồi. Tình hình là đang căng thẳng mọi người ơi. Tình hình là bọn bên bên hội như hội Karate ấy, họ nổ hết đây, chết hết chó ở bên bọn tôi rồi. Bọn tôi đang tính thổ. Bên ấy lại chơi. Thôi được rồi. Thế thế bên bên thị trấn Hòa Bình đâu rồi? Bên thị trấn Hòa Bình không biết đâu, hình như là họ lại di chuyển đâu rồi ấy. Trời ơi. Ai 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 thử nhắn đi vài họp vài họp tổng đi, xem gửi Gmail lên, gửi Gmail lên xem là như thế nào ấy thôi. Chúng ta bây giờ chia mục tiêu ra chúng ta đánh, sau khi là mục tiêu nào mà lùi bại hay là chúng bên bên chúng ta ai lùi bại thì quân tiếp viện đến thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Đâu từ từ để gửi Gmail lên. Ừ, xem là bên đấy đâu nào. Đệ mail rồi. Thống nhất kế hoạch là như này. Bây giờ bọn ta 5 người sẽ bên qua cá nóc. Nói chung là không cần nói nhiều, không cần hỏi nhiều. Tầm này nó đã là phe đối nghịch rồi. Thì bọn ta gặp là ôi chém rồi. Đấy thì rồi. Còn lại được nếu mà bên... Cái gì? Bên Hòa Bình mail về, bên Hòa Bình mail về. Mail về bảo sao? Bảo là bọn ta ở bên đấy à. Hả? Là sao? Không biết luôn, trời ơi. Dạ, thôi kệ đi. Tầm này chúng ta chúng ta cứ qua thẳng bên cá nóc đây. Đấy, thì đâu rồi? Hai khúc hai khúc gỗ tạm biệt nhau đây, xong rồi chúng ta ra chiến trường. Nhanh khẩn trương lên. Đây nói chuyện với nhau đây. Nhanh lên xong rồi tập hợp nhá. Đi. Đây 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 đây. Về nhà về nhà về nhà về nhà về nhà. Về nhà về nhà. Biết rồi, mày không phải dạy ta, rồi ta mù đường đâu. Mẹ cưng của ta rồi, chú ra đây. Nhanh, khẩn trương. À, như bên kia, bên thị trấn Hòa Bình có vẻ là đang, chắc là đang đánh bên Godwin hay sao ấy, nhanh. Trời ơi, chó của sư đệ kháng này. Trời ơi, ta chị u đây. Quân kháng. Rồi, xong lại cắn thanh niên này. Trời ơi, cắn đầy. Rồi, cắn nổ tốt đẹp. Con mỏi đâu cắn rồi đây, con mỏi đâu cắn rồi đây. Thế sư đệ ra giết luôn con đấy đi, để cho đỡ. Đừng. Đúng không? Rồi. Thôi cây tơ bảy món rồi. Rồi ok rồi. Phải giết con đi cơ. Đúng rồi, sư đệ giết tí nữa ra đây mấy con này nó cắn luôn. Rồi xong. Rồi xong đúng rồi, đầu đất rồi. Rồi xong rồi. Cái gì đó. À chịu đây. Đúng là như thôi. Đây video. Anh ơi. Ta chịu đây là như
Ngô Công Bảo. Trời ơi. Cái đồ ra để vào dương xong rồi tự sát đi, cho chó cắn chết đi. Úi trời, ta chịu đấy. Rồi, chưa kịp đấy, chết luôn bây giờ. Ta chịu đấy. Đúng là thả, không được cái tích sự gì các bác ạ. Cởi răng lăng, nó cần cây răng bây giờ, cây hết răng bây giờ. Trời ơi, lại còn cầm tô tem nữa. Okay. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh mà chỉ sợ đồng đội. Ôi giời ơi. Đừng ai đánh nữa nha. Cô Công Công cầm ngọc lục báo ra trường làm gì. Ui là còn cầm cả ngọc lục báo đi. Ta chịu đi. Ta chịu đây lại còn đi cho người ta tiền à. Đâu rồi, đi thôi. Đâu rồi. Đây, chậm chó rồi, xung anh ơi. Đi. Không cần hết kìa. Let's go. Đây, sang. Đi bộ đúng không hay là bay? Bay thang thôi. Bay được. Đây, sang thẳng. Đâu? Sao đẹp vậy? Giáp vào anh em ơi. Holy shit. Giết luôn, không đánh nhiều nữa, giết luôn. Giết luôn, giết không đánh nhiều nữa. Giết luôn, đánh đi. Cứu. Giết luôn. Cẩn thận đánh vào chó. Trời ơi, không biết đâu là địch đâu ta rồi. Ờ, không biết đâu là địch đâu là ta vậy. Hề như cá nóc này. Hề như cá nóc à. Đánh đi anh em ơi. Cá không. Ta tắt shader rồi, cho đỡ lag rồi. Huynh đệ là nhầm rồi, Đã, solo cung meta. Cá nóc đâu? Sao bên này đông dữ vậy? Này, dám lên ta. Đúng rồi, lao lên đi, cho chó cắn đi. Cắn đi. Lên cho cắn đi. Cho chó cắn đi. Giao thuốc à? Giao thuốc, ở đây lắm thuốc này. Ở đây lắm thuốc này em ơi. Tao này nhiều táo vàng lắm, thoải mái này. Đâu rồi, chó đâu rồi, chó nó cắn người đây, bên này đông hơn thì cho chó đây. Nào. Đâu rồi, đánh đi anh em ơi, đúng rồi, lao vào giết đây. Chạy đâu hả, bắn cung à. Vậy chó cắn à. Lắm chó như vậy. Mặc giáp thì không mặc vào. Lại còn đeo cánh. Rồi, một chết rồi. Đâu rồi. Này. Đâu rồi. À đây, còn đây nữa. Làm sao hả? Một chết rồi anh em ơi. Chạy kia. Chạy à? Yểm ra đây. Đâu rồi? Cho mày ăn cá nóc này. Đâu, cá đâu? Đút vào mồm đi. Nhanh lên, khẩn trương lên. Ta lại phải ăn 83.000 chan thôi. Ui rồi, cái gì đây? Chó rồi. À, Huỳnh Phong lại ra nhặt đồ kìa anh em ơi. Giáo phái cá nóc này ra nhặt đồ. Đâu rồi. Ra nhặt đồ hả? Ra nhặt đồ, chạy à? Chạy hả? Đứng lại đi. Không cá nóc. Đứng lại đi. Đâu rồi? Ui rồi, bẫy gì đấy? À, định dắt vào đây à? Đâu anh em? Sao anh em đâu rồi? Bắn cung à? Ai bảo cho bắn cung hả? Ai cho bắn cung? Đứng lại đi. Sao cứ bay hoài vậy? Không chán à? Đúng rồi. Ông này trâu quá. Ừ, trâu dữ vậy. Chó đâu hết rồi em ơi. Ta khản hết cả cổ rồi. Ta khản hết cổ rồi. Để như thuốc speed đâu rồi? Không có thuốc speed. Chờ xíu để ta. Ta mệt quá. Để như ta mệt quá. Đây ta lại quay. Đúng rồi, bắn đi. Rồi, lại chết đi rồi. Ui, nhặt lượm. Lượm táo, ui dồi, bên này nhiều táo dữ vậy. Rồi, ui dồi, đây, để ta. Bọc lại. Đâu rồi. Này. Chó chết hết rồi à? Chó chết hết rồi anh em ơi. Mệt quá. Ta quay trở lại đây, đâu rồi. À, giáo phái cá nóc. Đứng lại. Đừng chơi cá nóc nữa. Nó chạy lắm như vậy. Ui dồi, ta đau cổ quá. Anh em ơi, đây có cô gái à, nhặt đồ à, anh em ơi. Đâu rồi. Gấu mèo à, chạy rồi. Đâu rồi, chạy hết rồi hả, như đây.
Gấu xin tình ơi, xin lỗi nha. Được rồi. Căn bản là lần trước cho block kim cương nhưng mà bây giờ là chiến tranh rồi, phải đánh nhau. Có thể. Không sao. Ừ đấy, anh em đánh nhau nó phải rõ ràng chứ, tình nghĩa là vẫn còn. Có gì là tao đâu. Sao đang ra nói chuyện rồi lại bật mic chui vào group rồi. Đấy đấy anh em. Ôi trời, tao mệt quá, để tao nghỉ tí được không? Như nãy giờ đánh nhau mệt quá. À đây rồi, đúng rồi. Sư đệ khẳng luôn rồi. Nãy giờ sư đệ bị muốn khẳng chết luôn à. Đâu rồi. À đây. Đứng lại đây. Thuốc lắm đấy, hả? Thuốc lắm đấy. Đánh nhẹ thôi. Như đánh như nãy giờ đánh rồi. Nãy giờ đánh, bật mic lên đánh cho nó vui. Lần nào cũng đánh nhau rồi. Chúng ta đúng rồi. Lần nào cũng lại chứ. Đúng rồi. Đúng rồi, đánh đi. Gào to lên đánh nhau cho nó vui. Đấy như đâu rồi? Kẹt mana này, đánh đi. Đánh đi, đúng rồi. Ôi giời, tao mệt quá. Nhặt cái gì? Ôi giời, tao đánh chết con chó rồi. Đánh đi. Có ai đâu. Xí đi. Ủa, mệt quá nè, như nãy giờ đánh nhau toàn võ mồm thôi. Nhìn lên đâu anh em đâu rồi, sao ở đây có hai người. Sao cô gái này lại cầm mấy cái díu này. À nhầm, chàng trai. Cái gì đây? Ai đây? Mọi người đâu rồi? Anh em đâu rồi? Tao mệt quá hả như. Đúng rồi, anh em đâu rồi? Chạy. Đúng rồi. Đúng rồi. Mòn hết cả kiếm rồi mọi người. Tao mệt quá. Mấy ông chém chết mà tôi bị bẫy của tôi bắn chết ạ. Nguy dài ơi, tôi chịu đây thả như thiết kế bẫy kiểu gì đây. Mấy ông muốn còi ma pháp không? Mấy ông muốn xem ma pháp. Lại ma pháp à không? Đây, mấy ông đứng đây. Thôi được rồi. Bọn tôi vẫn đứng. Không, bẫy đây anh em ơi, bẫy đây. Bẫy đây. Bọn tôi cũng đứng. Từng người nói rồi. Nè, đây. Không. Hey, mấy ông muốn xem ma pháp không? Mấy ông muốn xem ma pháp. Đấy, xem đi, đấy đâu làm đi, làm xem nào. Nào, làm đi. Cái gì đây? Ma pháp xịn lắm. Thôi anh em ơi. Thôi chúng ta đánh nhau. Đấy nhá, bọn tôi đánh nhau xong rồi nha. Thế nha. Rồi anh em đi sang bên Sakura nhanh khẩn trương lên nhé. Theo lệnh ra nhé. Hỗ trợ. Cái gì đây? À, đánh không chạy à? Handle đấy à? Thôi bỏ đi. Đi ra chỗ ăn rồng tiếp viện cho bên Hồng Kỳ nhanh khẩn trương lên. Đâu? Bên ấy đâu rồi? Cần hiệp yểm trợ không? Bên tôi tẩn cho bên kia sứt đầu mẻ chán rồi. Có. Lên luôn, nhanh khẩn trương lên, đang máu chiến này. Bên kia chạy hết rồi. Bên tôi cũng luôn. Còn bên Sakura này. Không, chạy hết rồi, đi đâu hết rồi. Bên ấy bẫy à? Không biết luôn, đi đâu hết rồi, tôi tìm khắp cái thị trấn xét nổng. Cứ không hết cái gì không biết nữa, đây giết tình. Ôi ôi, nãy giờ bọn tôi con bắt mõm mệt quá, thề như. Con bắt mõm mà đánh một mà con bắt mõm 10 ạ, mệt thật sự luôn ấy. Từ đã ai có cái đè cho sư đệ mượn cái. Kìa anh em ơi. Ôi, Sakura hả? Ai? Đây. Chạy. Đi chạy luôn rồi. Từ đã tao mệt quá, nhưng mà trứng rồng đâu? Nãy giờ đánh nhau chưa hiểu trứng rồng ở đâu. Cái dây kìa, Sakura kìa. Ở đây. Vụ gì đây? Ấy ồ, vị cô nương đấy hả? Lại gặp nhau rồi. Chạy đi em ơi. Đi ra đây chơi đi. Nhanh lên, khẩn trương kệ họ đánh nhau. Nào, không đánh. Ê, đừng đánh. Chạy đi. Đã bảo đừng đánh rồi. Ủa, không kệ đi à. Cái tên kia xe đâu, cái tên kia xe miệng bầu thì độc ác lộng dễ, khó lường tới đây. Tôi không sợ đâu. Khoan, nãy giờ thần câu bắt mõm rồi. Thôi, tự đi câu bắt mõm đi, tao mệt lắm rồi. Được lắm. Ây à. Cứ có. Bên này bắn tôi đúng không? Này bắn tôi đúng không? Thẻ nó mệt quá, úi dồi. Áo giáp của Mỹ Minh Đài giáo phái cá nóc. Đúng rồi. Mỹ Minh Đài Kisa lao vào ăn Mỹ Minh Đài Zeno của tôi đây. Để cho được bắn nhau đây. Này như tôi mệt quá. Này như. Rồi đánh nhau rồi. Đúng rồi. Mệt quá. Này như đánh nhau đi. Đúng rồi. Đánh nhau chưa? Ủa nhưng mà thì... Anh.
Ừ, ta nghỉ tí lát, nãy giờ ta có mắt mõm hơi mệt này, nhưng mà bên đánh hai ngày đêm rồi bình tĩnh đi, mất mất cả cái xác chính rồi này. Nhưng mà bên bên thị trấn Hòa Bình đâu, không có xác mang về à? Hả? Kiên ơi, tôi là Kiên ơi. À, tưởng ông cầm kiếm chém tôi. Tôi đánh cướp mày á, tôi muốn tham gia cuộc chiến này. Cố lên, cố lên. Đánh đi. Không biết nó phe nào luôn á. Mày mất hết đồ rồi, cố lên. Ê à, thôi được rồi, để ta. Mày nếu đâu rồi nhỉ? Mất hết đồ rồi, chúng tôi không hỗ trợ rồi, cố lên. Đúng rồi, cổ vũ đi. Cố lên, nào đây? Cố vũ đây. Cố vũ đây. Cố lên, cố vũ đây. Cố lên. À, đánh nhầm rồi, sư đà. Mày nếu ta đánh nhầm. Ấy phe mình nghe phe ta ấy nhỉ? Đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn. Không 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 đánh nhau, không biết phe thì thôi, không đánh nhau đâu, mệt lắm. Ê. Dừng, sao thằng lên tay ta bảo này, lên ra đây. Đây rồi. Ừ, ra đây chúng ta xem thôi, trẻ con không nên đứng đấy, nguy hiểm tính mạng nhá. Đây này, cho bò đánh nhau đấy. Bóng hay hình vậy? Thôi đây gái đi. Không, đang ngắm đang ngắm bên kia. Thấy hả? Đúng rồi. Cái gì đây? Khổ quá, còn bắt mõm nãy giờ mệt. Dừng đi. Có chuyện gì? Đây đúng không? Tao mới thức ăn đi vậy cô nương. Đúng vậy. Từ đó để ta bật xa đôi lên cho các vị huynh đài trên YouTube xem nha mọi người. Trời ơi, cái gì vậy? Giờ là cái gì? Im lặng. Cái trứng rồng ai đang giữ? Ai là người hiện tại đang là chủ sở của trứng rồng? Rồi trứng rồng đâu? Đánh nó. Tôi nói cho nghe. Đâu? Trứng rồng tôi giữ, nhưng mà tôi đã đưa cho đồng đội của tôi rồi. Ừ. Trời ơi, trứng rồng. Đồng đội ông đưa cho Gina nó, trứng rồng nó chạy đi đâu rồi? Ơi, gì đây? Đi giết Kira đi anh em ơi, giết Kira lấy trứng rồng. Rồi đây ăn công ai vậy? Đâu rồi? Là sao? Trứng rồng đâu? Trứng rồng đâu? Đi kiếm Kira lấy trứng. Trứng rồng đâu? Nào bên cá nóc với cả bên vua ăn mày đâu rồi, đi nhậu đây, kệ đây, mẹ như mệt lắm rồi. Đây. Có nóc với cả bên quân mày về nhà bên này nhậu này. Nhanh lên khẩn trước lên. Nhậu ơi, đi nhậu ơi. Ờ, thề như tự. Tại ta. Thực ra ta. Thực ra ta đánh cho có đấy chứ. Thực ra ta quan tâm đến trứng rồng đâu. Đúng rồi, tụi tao bên đầu chỉ lấy trứng rồng bán kiếm tiền thôi. Ờ, là như tự nhiên đâm ra bán không được kiếm tiền mà đâm ra lại bị mất tiền. Thế ta buồn quá. Bên mình mà có trứng rồng là giá kẹo luôn. Này anh em này, mỗi người quả táo vàng ăn đi cho đỡ buồn. Như đằng nào, thực ra bên tính ra bên giá phải ca nóc là mấy công việc. Mỗi người quả này ăn đỡ cho nó buồn. Không. Quả này ăn vỡ mồm đấy. Này như vỡ mồm lông móng đấy. Ủa, thế bên kia đi đuổi trứng rồng à? Thế tính ra là chúng ta, chúng sư đệ vảnh đâu rồi? Tính ra chúng ta mỗi chúng ta ở đây à? Đệ vảnh chắc người yêu tới. Nào nào, ra bắt gia đình họ nhà trai à? Ra bắt gia đình nè. Nào. Chiến lại phẩm. Ta mệt quá. Ủa, cũng đánh nhau mì tiền. Ừ, ta đánh nhau mì tiền nhưng mà chúng ta nhiều tiền quá, đánh nhau vui. Thôi đây, nãy bù đắp cho tôi. Rồi. Không có thuốc rồi. Này nhá, này sư nhậu anh em ơi, sư huynh khang quấn tôi hơn. Ở đây chắc không nhậu thịt này được đâu nhỉ? Sư huynh vẫn ở đâu? Đấy, này, ta nghĩ rằng này, ta bảo này, các vị huynh đài đã có mặt ở đây là những vị huynh đài không gọi là suy nghĩ gì về trứng rồng. Thì thôi, tại sao chúng ta lại phải cứ đi phải tranh nhau cái quả trứng rồng làm gì một cách vô nghĩa nhỉ? Đúng, ta nghĩ ở đây, mấy hôm nay ta suy nghĩ là ta không làm clip và ta nghĩ rằng là tranh nhau cái quả trứng rồng nó vô nghĩa lắm. Tôi nghĩ là toàn dân làm ăn với nhau cả thì việc gì phải đánh nhau. Cá nóc đâu rồi, mang thuốc thiết các thứ cá nóc đâu rồi, ném ra đây. Đánh qua đánh lại cái mất trứng rồng luôn rồi. Này, này đâu rồi, vị sư huynh này, Huỳnh Phong người ta nhận áo giáp với cả kiếm này. Này, kiếm gì này, ừ, nhận đi, đây này, đây này. Ôi trời ơi, kiếm gì này. Cái quả này hơi ẩu quá. Ẩu quá, nhận đấy. Thực ra bọn tôi làm bẫy để bẫy ăn mày, nhưng mà thực ra tôi lại đứng tôi chịu đây. Thế nhau rồi phí công à? Các chị chú thấy dạo này server lắc không? Thật ra là bên kia còn 500 con chó là. Ôi rồi ôi. Ôi rồi ôi. Còn 500 anh em. Thôi bây giờ kia ra cầm thì sang thị trấn Hòa Bình anh em nhỉ? Ừ thế đi. Sang thị trấn Hòa Bình để. Bây giờ cứ ai cầm. Này tôi bảo này, bây giờ cứ ai cầm trứng rồng thì giết người đó.
đấy cho nhanh ở thôi, tranh nhau làm cái gì thôi, đê này. Yes, low. Đá đáo trứng rồng. Đúng rồi. Đá đáo trứng rồng rồi. Bước xuống đè. Đưa trứng rồng cho tôi. Yêu cầu bị hình này kia ra đá đáo trứng rồng. Hết kia ra để lấy trứng rồng đi. Trứng rồng mất tôi rồi, trứng rồng mất. Chứ không mất tôi rồi. Đứa nào ơi, cứ để giải thích đi. Đừng quấn hứa, đừng quấn hứa, đừng quấn hứa. Dừng đi, dừng đây đi. Dừng đây đi, dừng đây đi. Dừng lại đi, dừng lại đi, dừng lại đi, dừng lại đi. Cái gì như vậy, như cái chợ. Chứ không mất rồi, mất rồi, mất hết rồi. Không đâu. Kira lấy rồi, Kira lấy rồi. Xem nhà còn gì không? Kira đâu, Kira đâu, Kira đâu rồi, Kira đâu rồi. Mất tích rồi. Cái mũi này. Bây chúng ta là hội rồi. Bây giờ chúng ta là hội vì trứng rồng thì phải đoàn kết lại với nhau. Ờ à, đúng rồi. Tôi nghĩ là chủ tịch này cầm luôn quả trứng này chiếm rồi. Ôi ôi ôi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Chết luôn. Ai đây? Chết. Trời ơi, từ tôi. Ê, cái gì vậy? Trứng rồng không lấy. Trứng rồng không còn nữa thì chúng ta xin hai quả trứng cút. Ui. Ôi trời ơi, chịu Huy thôi, what the hell? Ai đây? Ui. Đi vậy sao anh muốn mua cánh không? Tôi bán cánh với giá 5 phô nhà. Chứ đi đánh nhau như cái chợ ấy, ta đau đầu quá. Huynh ơi, nhà kia, Huynh ơi, nhà kia. Tôi không có cái rương ender, tôi cho. Không có rương ender không? Nhà đóng Huynh ơi, kia về đi. Ông mở cái này lên thử. Huynh ơi, Huynh ơi. Huynh ơi, Huynh ơi, Huynh ơi, Huynh ơi, Huynh ơi. Ui, Huynh ơi, Huynh ơi, Huynh ơi, Huynh ơi. Nó phá cho mình qua phá lại anh em ơi. Ôi, nó đâu ấy, nó đâu ấy. Nó đây, nó đây, nó đây. Ôi, rồi, rồi. Bắn bay tập hợp, bắn bay tập hợp. Ôi, nó chạy rồi. Chúng ta chạy rồi, Chúng ta chạy rồi. Thôi, biến, châu bò. Chúng ta không có công trình gì đẹp đấy, chúng ta cho phá đi. Như, cái gì đây, sao lại con người xương thì chảy nước mũi này. Sư huynh ơi, nhà mình cũng bị đặt nguy giờ hết rồi, sư huynh ơi. Kệ đi sư đệ, mình có sống ở đấy đâu mà phải sợ. Anh ơi, anh có biết chuyện gì đang xảy ra không? Đi hả? Đi trả thù Thành đi. Mình sang bên kia. Chả biết đâu, mọi người đang đi phá thành với nhau rồi. Đi. Đấy à, Sakura đã tiên đi anh em ơi. Phá. Tự nhiên bị Wither đánh. Đau quá. Chiến tranh lạ lạc. Ấy à. Ui giời. Sao nhà tôi thành cái gọi là cái bãi gì rồi? Cái gì dữ vậy? Đâu? Đóng cửa. Oh my god, không được đặt. Sao tan hành mấy khói rồi? ta chưa kịp phá gì mà. Ôi, con kia. Oh my god. Nút đi. Ta theo chủ nghĩa hòa bình ấy, đi kiếm vàng lượm đồ thôi anh em ơi. Kiếm của ta đây. Nhầm. Đây, tôi sẽ đốt bên chỗ này. Kiến đâu rồi? Kiến đây. Ông đâu? Đốt. Sau lưng ông đây này. Đốt đi. Đốt. Ai bảo lúc nãy phá nhà bọn mình? Mình giờ mình phá bốc nguyên đi. Ông bị ấy. Bên kia với cả thị trấn hòa bình lại đi đuổi nhau, lại đi đốt nhà nhau rồi. Không biết, kệ đi. Ta chịu. Tầm này. Không ấy thì này phải... chiến tranh loạn lạc nhanh khẩn trương lên gọi sư đệ hai khúc gỗ về gọi là ấy đây. Ui rồi. Hello, ta vẫn còn mạng để trở về. Ủa, tôi đi nhầm nhóm rồi. Ui rồi, tìm đây lắm như vậy. Mọi người ổn không? Oh my god. Đồn mọi người vẫn ổn, may quá. Không, bây giờ em bất ổn nè. Đâu mọi người đâu ấy, mọi người đâu ấy rồi. Mệt quá. Mệt quá, bây giờ tôi đau hết cả bụng rồi. Tôi cười như... Anh đâu rồi?
nào đâu, thôi thì... thôi đây rồi thôi ông, thì ông cũng là cái duyên đây là nào khách hàng chị Yuki ôi là Phương cái Hà. Duyên thì Phương Hà chỉ còn có xíu nào ra đống cỏ đây, nào, nào ra đống cỏ này nè đây pháo hoa này oh my god ok 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 đâu cho để pháo hoa đấy trong này trong này trong này cười đang cười đang cười đang cười đang cười về trên làng quê hả cưới vội cưới vội cưới vội khả năng là không ấy thì mình đẻ luôn đi nhỉ what hello tên đón dâu đón dâu đón dâu đón về Dubai nhanh khẩn trương lên nhanh lên nhanh lên đi về Dubai đi về Dubai đi về Dubai nhanh nói một điều là Vanh không thiếu gì ngoài tiền ok Vanh chỉ thiếu Yuki thôi oh my god no chân tiền đi đây cho chúng ta đây nào đi sang đưa về Dubai cho an toàn đưa về Dubai cho an toàn nhanh lên về Dubai em ơi về Dubai nhanh lên bây giờ muốn cuộc sống hòa bình thì phải về Dubai nhanh khẩn trương lên nhưng còn việc ủa không nói gì là đồng ý này từ chối đây thôi kệ đi cứ đưa về Dubai ra rồi tính nhanh lên lên nhựa là đúng rồi đây đây về Dubai rồi tính khẩn trương lên về Dubai nhanh lên khẩn trương lên pháo hoa dọc đường đây đây pháo hoa dọc đường đây như nhanh lên trong lúc người ta chiến tranh thì chúng ta cứ đi ấy đi đúng rồi mình đi ăn đám cưới con quy đờ là cái gì sao quy đờ nhìn thấy xuôi à không biết bắt đầu rồi cái gì đấy lại sao đấy ôi đông quá con dâu té rồi nha chết dở rồi ai à dâu đám cưới về trên đồng quê đâu nhanh lên cho chú qua Dubai đi xong rồi đi lên đi sang sang bên này ẩn cư sang sang bên này ẩn cư sang bên này ẩn cư chú ra chú vào chú vào chú vào chú vào chú vào chú vào hai bên gia đình vô cưới nha vô cưới luôn vô cưới luôn ở nhà xanh hẳn á đi đây đi đây phá 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 cổng phá cổng phá cổng anh em phá cổng phá cổng anh em để tranh tranh chiến tranh ờ còn là con người kệ đi tầm này ai sống thì sống rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi sư đệ vánh đâu rồi sư đệ vánh đâu đi trước rồi đi trước đi rồi. À ok đi 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 nhanh lên khẩn trương lên đây này khẩn trương lên ai muốn có một cuộc sống hòa bình thì mời đến thị trấn Dubai rồi như cái thành phố hòa bình kia không có ấy đâu thôi đi ta nghĩ rằng là thôi bay rồi Yuki ờ đi 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 đấy như châu bò đánh nhau thì chúng ta đi sống cuộc sống hòa bình đi kệ mọi người đây đấy như đấy thế cho nhanh đỡ phải mất thời gian hay không ấy tôi đào luôn cái cổng này cho các sư đệ của tôi các sư đệ của tôi khỏi tìm nữa tạm biệt các sư đệ ta đi oh, no. cho các sư đệ cứ ở bên đấy cuộc sống hạnh phúc nhá ta cuộc sống giàu có bên này thôi các sư đệ tên 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 ngồi lên đây ui giời ơi đấy chiến tranh để làm cái gì đúng không chiến tranh bây giờ nó không để giải quyết vấn đề gì cả một cuộc sống hòa bình một cuộc sống vui vẻ Âu cũng là cái duyên thôi. Ta thà sống một cuộc sống độc thân ở đây. Oh my god, giàu chưa? Oh my god, thôi để ta mở cho các sư đệ của ta không các sư đệ của ta. Rồi. Các sư đệ của ta chắc đang nóng ruột. Đây ta lại lắp vào cho nhá. Rồi, chết dở ra bật lửa đâu nhỉ? Rồi. Ừ. Đấy không có bật lửa nhá, không phải ta muốn thế đâu các sư đệ. Oh my god. Oh my god, không có bật lửa. À đây có rồi. Ta lại châm vào cho các sư đệ chui vô. Rồi. Các sư đệ đâu rồi? Đây 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 đây. Ủa? Đi qua đánh rồng chui ngay. Mọi người đi đâu rồi? Hả? Đi hình đài núp về sang xong chỗ đánh rồng kệ mọi người thôi. Ta đang định ở đây một mình nhưng mà ta vừa đào cái cánh cửa nhưng ta nghĩ lại. Chiến. Đám cưới cho đi chiến. Ơ, ừ, lại đi đâu này? Trời ơi, ai qua đi em. Ủa? Chết hả rồi ta. Tất cả ta định sống một cuộc sống giàu có bình thường nhưng ta tưởng cửa nó đập đi nó lại kết nối lại lại được. Thế giờ sao?
Giờ đi sao? Đường này xuống anh ơi, đi lên đường này đi về. Đường nào ấy, đường nào ấy? Đây lên đây. Đâu? Đây 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 đây, đây trên này xuống anh. Ủa, ta tưởng rằng là ta phá cửa người ta lại châm lửa lại, nó lại vẫn như cũ nên ta định chôn chôn Việt Nam, chôn Việt Nam, chôn Việt Nam. Tôi hình báo quá trời. Ta định chôn Việt Nam. Ta định qua chơi anh rồng, qua chơi anh rồng mọi người. Mọi người làm gì bên đấy đây? Đang có vụ gì đấy? Đâu, thế bây giờ qua chỗ kiểu gì? Kết thúc drama, đi à? Bay lên là tới, bay lên là tới. Đào, đào lên. Đây. Ai 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 có pháo bông không cho tao ơi, hết pháo bông. Đây. Em hết rồi. Ta xin lỗi nhá, từ đầu ta có suy nghĩ là ta định sống một cuộc sống giàu sang một mình. Không rồi, nỗi muộn màng rồi. Tôi nhưng ta lấy pháo bông chưa? Ai kia kìa, sư đệ khẳng bảo là ai dắt em về với cánh cổng không qua được. Đây đây, pháo bông này, sư huynh này, pháo bông này. Trời ơi, chịu ấy. Ta xin lỗi. Lên rồi. Gì? Ta mệt quá. Đấy. Đây. Úi giời. Cổng ngủ hướng bên này mọi người đi. Đây. Ngủ hướng bên này. Oh my god. Đấy. Úi giời, cái gì ơi? Sao lại kéo chiến tranh về nhà nữa rồi? Đi đi sang tới em luôn hướng bên này. Đi. Đi. Ta vừa lấy, ta vừa lấy, ta tưởng cho cánh cửa vào nó lại được sư đệ khẳng đó không. Đưa dâu về làng xong nhá. Bây giờ hai người đã chính thức thành vợ chưa? À, pháo hoa đây rồi. Pháo hoa là thôi, đi đánh rồng đi nào, đi đánh rồng nào. Đánh rồng à? Tao biết. Đi mọi người hướng này, hướng này, hướng này. Đi. Bài đây, bài đây. Ai dẫn sư đệ khẳng kia? Sư đệ khẳng đi sau. Thôi được rồi, để ta gửi clip về cho sư đệ khẳng tự xem vậy. Lỗi ta. Ủa? Rồi đâu? 3, 5.000, 1.000 năm à? Đây, sau này. Trời ơi, bay tận 5.000 à? Úi dồi. Tiếp đi, chưa tới. Úi dồi, xa thế. Đây, đối diện cái cổng địa ngục nhá. À, cạnh cái cổng địa ngục. Cây ấy. Ai dạ. Ta lần đầu tiên ta biết tới khu vực này hả? Đây, nhảy xuống đây. Oh my god, có chết không đây? À đây rồi. Không, đợi với cả cô Nương Yuki hẹn hò suốt à? À thế hả? Hai gốc cây ở đây à? Ấy à, ghê quá. Vô đi trời ơi. Đâu rồi? Ngạt nước rồi. Oh my god. Đi. Đây xong trên này. Đây đang bơi. Đây, xuống dưới. Đâu đấy? Xuống dưới nào đấy? Xuống nào? Ta có biết đường đâu, ta vừa lấy còn tưởng cánh cổng nó đập đi phá lại. Đâu rồi? Đây. Đi đúng bên này. Úi giời, cái gì đây? Đây này, chú ở đây bên này mà. Đây, chú đi đâu đâu rồi? Đây chú ơi, đây. Đâu, chú vào đâu? Đây, bên này. Úi giời, còn có cái máy farm gì đây? Máy farm obsidian. Úi giời ơi, ta chịu chết luôn đấy. Là lý do mà mọi người muốn sở hữu trứng rồng mà chỉ vì quyền lực đúng không? Đúng vậy. Đúng không? Đúng thế. Không, tôi không cần. Chúng tôi cần tiền. Chúng tôi cần. Tôi chỉ cần tiền thôi. Chúng tôi cần tiền đấy. Chúng tôi cũng chỉ cần hòa bình thôi. Tôi chỉ cần Yuki thôi. Ôi ơi. What the fuck? Ôi ơi. Cái gì vậy trời? Bình tĩnh. Cái gì vậy chơi? Nếu mà bây giờ ấy, bọn tôi bảo là bọn tôi muốn sở hữu trứng rồng thì sao? Thì cài bọn ông. Thì cứ lấy không đi. Được. Không, bởi vì nếu mấy ông trả lại cái nhà thờ cho bọn tôi thì bọn tôi không cần cái gì trong cái map này, tôi nói thiệt. Vậy á, nếu bây giờ bọn tôi sở hữu trứng rồng của riêng thì sao? Không được. Đánh. Phải lấy lại. Không lại đánh tiếp. Đánh 7 ngày 7 đêm rồi lại đánh tiếp. Thì đấy mọi người thấy vấn đề không? Bây giờ mọi người nhìn xem, đánh nhau nát hết cả map rồi. Bây giờ không những bọn tôi nhá, không chỉ bọn tôi mà bất kỳ một team nào ở đây. Chỉ cần đưa trứng rồng cho một team thôi là team mình sẽ bị đánh ngay lập tức. Thì biết đưa cho ai bây giờ? Chẳng hết mọi người đánh nhau với trứng rồng này. Mọi người nghĩ mạnh là được sở trứng rồng này. Đưa cho Sakura Kingdom. Đưa cho Sakura Kingdom bên tôi bị đưa cho hội Hồng Cây. Không có nói Sakura nhiều. Sakura Kingdom. Đúng rồi. Đưa Hồng Cây. Nếu bây giờ tôi không đưa thì sao? Mọi người nghĩ đánh nhau thì bao giờ? Mọi người nghĩ bọn tôi sợ chứ. Đánh khi nào tôi lấy được trứng rồng thì thôi. Bọn tôi phá nổ Sakura Kingdom rồi, Sakura Kingdom không mạnh nhất ở đâu, Hồng Kỳ mạnh nhất rồi, đưa bọn tôi đi. Để bọn tôi giữ cho an toàn nhất. Phải đưa cho Sakura Kingdom. Mọi người không thích hòa bình thì xem về hòa bình chả tốt hơn nè, tại sao cứ phải đánh nhau em, gì nát hết cả map, được cái gì đâu. Sakura nè, đưa cho Sakura nè. Phá nhà tôi chắc, phá được không? Phá rồi, phá rồi. Mọi người lại gần tôi vứt đi, từ từ. Đấy. Hoa, đừng có trưởng team này đâu.
Khoan, mọi người lùi lại, ông ấy vứt xuống rừng mà mất hết đấy. Lùi lại. Hỏi nha, tôi mà không đưa mọi người làm gì được tôi, có làm được gì không? Bây giờ tôi có ý như thế này, bây giờ nhóm trưởng của tụi tôi muốn lên nói chuyện với ông. Không, tôi chỉ hỏi mọi người là bây giờ nếu tôi cầm luôn trứng rồng mọi người làm gì được tôi? Không được, kia ra thống nhất với tôi, cái này hồi nó mà. Không được. Đánh tới cái trứng rồng thì thôi. Cầm quả trứng rồng ông không giải quyết được cái gì hết. Được trứng rồng, được trứng rồng. Ông cầm đi cái gì? Bây giờ mọi người làm gì được tôi? Làm gì được không? Bái nhà được không? Bái nhà được tôi phá hết rồi. Bây giờ tôi hỏi luôn này, mọi người phá nhà tôi qua phá lại, mọi người làm gì được tôi không? Được. Được làm được gì làm đi, làm đi. Tôi bây giờ tôi bảo này, vấn đề bây giờ ấy, bây giờ từ tất cả bây giờ ví dụ tôi mà đưa trứng rồng cho bất kỳ ai ở đây, hoặc là kể cả có trứng ở khu vực trung tâm, thì người ta cũng làm như tôi thôi. Ví dụ người ta trộm một trứng rồng rồi người ta nói chuyện như tôi thì mọi người có cay không? Làm gì được? Thì chiến tranh này kéo dài mãi, mọi người thấy có vấn đề gì không? Phải làm như thế nào? Bây giờ tôi đi thống nhất quả trứng rồng hay để giữa làng đi. Đưa trứng rồng cho Sakura. Đưa trứng rồng cho người hiểu là bây giờ kể cả có đưa giữa làng thì cũng có một người ra trộm rồi cũng đang không làm gì được người đấy cả. Bây giờ ấy, trứng rồng thì giết. Đúng. Thế thì bảo rồi, kể cả đánh nhau cũng không giải quyết được cái gì cả. Người ta sẵn sàng cày lại đồ, rồi người ta âm thầm phá nhà mọi người chịu sao được? Chiến tranh nó không giải quyết được cái gì đâu. Vậy thì anh muốn như thế nào? Tôi có một ý kiến như này. Tôi cũng là một người chịu ảnh hưởng rất là nặng nề sau cái cuộc chiến vừa rồi. Tôi thấy là cái quả trứng rồng này nó quá vô dụng. Nó có gây hại nhiều hơn được lợi nữa. Chả thấy ngầu gì mà chỉ thấy nát nhà thôi, banh hết cả mát rồi. Ngầu nhá, đó cái cầu nhà đưa cho anh. Để lên. Đưa cho Sakura luôn, cho Sakura. Tôi biết là ở đây có rất nhiều người không muốn trứng rồng, nhưng người ta phải đi theo team, người ta có anh em. Nhưng mọi người nhìn lại đi, những tôi đang nói đến những người vật rất cần quả trứng rồng này ấy. Mọi người nhìn lại đi. Thì mọi người được gì chưa hay là chỉ mất thôi? Theo tôi ấy là một người ưa chuộng hòa bình, mê ngủ thì tôi nghĩ là quả trứng rồng này chúng ta nên hủy đi. No. Đúng rồi kia ra. Không được. Cái nóc không cần trứng rồng. Cũng được, offline may về offline cũng đồng nghĩa thôi. Kira, tôi muốn nói với ông vài lời. Theo tôi ấy, thì quả trứng này không ai nên sở hữu cả. Thế tôi sao? Muốn nói với ông vài lời. Tôi nên sở hữu. Dừng lại. Tôi muốn nói với ông vài lời. Thính xa ra. Ông có chắc chắn về việc ông sắp làm không? Và điều ông sắp làm là đến từ đâu? Có đến thật sự từ tâm của ông không? Tôi chỉ biết là bây giờ quả trứng này còn tồn tại nên mọi người còn đánh nhau, xem rồi còn chiến tranh. Thế thôi. Hủy nó đi là hòa bình nào. Kira, đưa cho tôi. Vậy thì làm đi. Cái đầu mọi người vừa mới tới xe bò nè. Rồi. Rồi. Bây giờ mới là ác mộng này. Bây giờ ta là chủ ở vùng đất này, gặp ai ta giết đây. À con rời đây à. Ác bạch vô xong, ác bạch vô xong. Mấy con rời này. Đá cầu bóng sẽ được xuất hiện trên TV. Đá cầu bóng sẽ được xuất hiện trên TV. Đứng lại đây. Đây. Đây à. Việt và Đắc à. Việt đứng lại. Chạy à. Ăn cá nóc đi, ăn mày làm gì. Chạy à. Chạy. Ủa sao tôi còn giáp vậy? Cái này. Cái này. Cho mày còn giáp đây. Ta không theo chủ nghĩa lấy trứng rồng thì ta tự sát làm cái gì hả? Đá cầu bóng sẽ được xuất hiện trên màn hình ngày hôm nay. Đâu rồi? Cô gái ngáo đá, ta nghe thấy có tiếng kêu. Ủa má cái đồ đâu rồi? Đây. Ta có đồ đây. Đá cầu bóng. Bảo kê luôn ơi. Đâu? À chúng ta lại gặp nhau à? Được rồi, hôm nay ta bá chủ ở đây. Đi đi theo ta là thành lập vương quốc mới. Nhanh. Đi rồi. Đi chưa lên. Đâu rồi? À đây rồi. Mộc nhãn đứng lại đây. Nhanh cẩn thận. Đứng lại, nói chuyện đã, xong rồi chạy tiếp. Đi lên. Go, mày chết tao, mày vừa chết tao xong. Chú ăn đi. Ui giời, ta mệt quá. Thôi, ta chào các vị nhé. Ta không quan tâm trứng rồng đâu, ta về đây.